Minh Đức xin mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 12 giờ của truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Ban Dân vận quận Quỹ Cái Răng vừa tổ chức tổng kết hội nghị công tác dân vận, công tác tôn giáo dân tộc năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn quận Cái Răng có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt chức năng tham mưu và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch. Tổ chức triển khai tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị về công tác dân vận và tổ chức đạt kết quả cao. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Cụ thể, trong năm dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể các cấp đã vận động được 11.962 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách với tổng trị giá trên 4 tỷ 700 triệu đồng. Xây dựng và sửa chữa 47 căn nhà đại đoàn kết, 11 căn nhà nhân ái, tổng kinh phí trên 3 tỷ 200 triệu đồng. Vận động quỹ vì người nghèo số tiền trên 2 tỷ đồng, đồng thời phát động đăng ký thi đua 159 mô hình dân vận khéo. Kết quả cuối năm có 146 mô hình đạt vượt 100% kế hoạch. Song song đó, duy trì tốt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với tôn giáo trên địa bàn, thực hiện tốt các chính sách nâng cao đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Thới, quận Ô Môn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Thới và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Nổi bật đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 7 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động để nâng cấp mở rộng hơn 30 km đường, 23 cây cầu. Hàng năm có 98% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% khu vực văn hóa, vận động được trên 4 tỷ 700 triệu đồng để chăm lo cho các hoạt động an sinh xã hội và hỗ trợ người gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 33 nhà đại đoàn kết, tổng số tiền trên 1 tỷ 700 triệu đồng. Vận động nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện và công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Thới, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương bầu 35 ủy viên vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, nhiệm kỳ mới và cử 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ô Môn, nhiệm kỳ 2024-2029. Cùng thời gian này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Đời sống nhân dân nâng lên rõ nét với nhiều kết quả nổi bật thiết thực và có sức lan tỏa trong cộng đồng. Các hoạt động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Xã có 4.740 hộ đạt gia đình văn hóa đạt gần 99%, 1.555 người tốt việc tốt, 100% khu dân cư đạt an toàn về an ninh trật tự và 3-0. Trong nhiệm kỳ, đã xây dựng và sửa chữa 24 căn nhà tình nghĩa và 55 căn nhà đại đoàn kết, giá trị hơn 3 tỷ đồng. Vận động gần 11.100 phần quà trị giá trên 4 tỷ đồng, trao tặng cho người dân khó khăn, gia đình chính sách, cùng nhiều hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, giảm nghèo tại địa phương. Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời hiệp thương cử các vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024-2029 và đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Phạm Thị Thùy Lam tiếp tục được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2024-2029. Mới đây, Hội Cựu chiến binh huyện Thới Lai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu năm 2023.
Năm 2023, các hoạt động và phong trào thi đua diễn ra sôi nổi đều khắp, các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện đạt và vượt. Nổi bật, các cấp hội đã thực hiện được 12 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương với tổng trị giá 324 triệu đồng và 695 ngày công lao động, phối hợp trồng hơn 12.500 cây bần chống sạt lở và trồng bông hoa trên các tuyến đường, vận động xây dựng được 7 căn nhà cho các hội viên khó khăn về nhà ở với số tiền 443 triệu đồng, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội phát dây với tổng dư nợ đến nay hơn 20 tỷ đồng cho các hội viên phát triển kinh tế. Cuối năm có 6 hộ hội viên cựu chiến binh thoát cận nghèo, đạt 150% chỉ tiêu. Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Cần Thơ, đề nghị năm nay các cấp hội cựu chiến binh tiếp tục nâng chất phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, kết hợp thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt hiệu quả. Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công đoàn năm 2024. Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền hiện có 71 công đoàn cơ sở và 2 nghiệp đoàn xe Honda khách với tổng số công nhân viên chức lao động hơn 2.130 người. Trong năm 2023, đã tổ chức thành công đại hội công đoàn huyện. Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi người lao động và thi đua khen thưởng được quan tâm thực hiện. Tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết trao tặng 200 phần quà cho công nhân viên chức lao động khó khăn, mỗi phần 500.000 đồng. Chăm lo cho tất cả đoàn viên công nhân viên chức lao động được nhận quà Tết năm 2023, mỗi phần 300.000 đồng. Chăm lo và thực hiện tốt chức năng giám sát phản biện xã hội, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, quan hệ lao động, đời sống việc làm của đoàn viên, thực hiện tốt bảo hộ, vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, không để xảy ra khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và Ban chỉ đạo tổ chức Tết Quân dân huyện tặng 50 phần quà cho con công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm cặp da và tập, trao giấy khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng các tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Thới Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị để tuyên truyền lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên do huyện giao, xây dựng được 498 chương trình phát thanh, thực hiện trên 4.000 sản phẩm tin bài phát trên sóng đài huyện và 13 xã thị trấn, tăng trên 740 sản phẩm so với cùng kỳ. Đặc biệt, Trung tâm đã mở chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 15 năm thành lập huyện Thới Lai, mang lại sự mới mẻ hấp dẫn, thu hút bạn nghe đài. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa thường có câu, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Với tinh thần nhân ái, thương người như thể thương thân, và những chiếc xe cứu thương của xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ do Hội Chữ Thập Đỏ xã vận động người dân đóng góp đã ra đời để chuyển những bệnh nhân đến cơ sở y tế, bệnh viện cấp cứu kịp thời và hoàn toàn miễn phí. Nó không chỉ đáp ứng tốt hơn việc cấp cứu và điều trị, bảo vệ an toàn tính mạng người bệnh mà còn góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Phóng viên thời sự có ghi nhận về việc làm đầy nghĩa tình này. Trung Hưng là xã nằm xa trung tâm huyện Cờ Đỏ. Những năm trước đây, khi giao thông còn chưa hoàn thiện, việc đi lại rất khó khăn, chủ yếu bằng đường sông. Khi ốm đau bệnh hoạn, muốn đến trạm y tế xã hoặc bệnh viện tuyến trên là hết sức vất vả. Năm 2006, Hội Chữ Thập Đỏ xã Trung Hưng đã vận động được 58 triệu đồng mua chiếc xe cũ 12 chỗ ngồi ở An Giang về địa phương rồi sửa chữa lại để cấp cứu từ thiện. Lúc đầu cũng khó lắm nha, chứ không phải dễ đâu. Cho nên sau này bà con người ta thấy được là mình làm cái việc đó là giúp cho đời, có ích cho xã hội quá. Cho nên người ta ủng hộ. Chính từ thế mà chúng tôi, cái mô hình này chúng tôi có là phải nói là phát động rộng rãi dân ở trong xã, ngoài xã, kể cả ngoài huyện. Cho nên là đến giờ này chúng tôi phát triển thêm giá chục chiếc xe rồi. Mới kịp thời mình vận chuyển bà con, may là khi mà ốm đau, bất kể giờ nào thì cũng là bị cái đội ngũ tài xế bây giờ phải nói là 24/24. Sau một năm đi vào hoạt động, xe cấp cứu từ thiện đã chuyển 770 ca bệnh miễn phí, kinh phí gần 81 triệu đồng. Thấy mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, năm 2009, hội vận động mua thêm một xe cứu thương, và đến nay đã vận động mua 10 chiếc xe với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Trong quá trình lưu thông,
xe nào xuống cấp không sửa chữa được nữa, Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hưng sẽ bán lại để mua xe mới. Hiện tại còn 4 chiếc xe cứu thương và 1 xe tải chở hàng hóa. Nói chung á là bản thân và tất cả các anh em khoảng 25 đến 30 thành viên là tài xế xe cứu thương là tự bỏ tiền ra đi học bằng lái để về chạy cứu thương là miễn phí, không ăn tiền bà con gì hết, là chỉ giúp đỡ cho bà con nghèo trong cái xã mình và ngoài xã luôn. Khi tôi đi chở cấp cứu bệnh nhân á, khi mà đến bệnh viện mà cứu được bà con á là mình rất là mừng, vì cái mạng sống con người mình là trên hết. Quán đồ không biết bệnh gì mà ông nhào lăn ra, ông dãy chết, ông chó chết không, ông thăn mệt, ngăn ngực rồi đau đầu gì tùm lum hết trơn, ông dãy ông thăn ông chó chết không, ông những lăn lăn dưới gạch đó. Tôi cũng không biết bị gì nữa, tôi kêu điện xe Hội Chữ thập đỏ qua chở đi xuống dưới rồi nhờ mấy anh em cũng vô tiếp mà làm giấy tờ đàng hoàng, rồi nhờ vậy mà mới cấp cứu chồng tôi mới được khỏe ngày hôm nay đó. Nhìn chung thì không chỉ riêng cái vấn đề là xe từ thiện không đâu, mà làm rất là nhiều cái việc, ví dụ như giờ vận động tiền để lo cho người nghèo, rồi cất nhà, rồi làm các cái công việc khác, tôi nói ví dụ như hốt thuốc nam từ thiện, rồi là đi xin hoặc là đi mua rau củ quả để rồi tặng lại cho người có hoàn cảnh khó khăn, cũng như là nấu cháo, nấu cơm từ thiện ở trên địa bàn cũng như địa bàn khác. 18 năm qua, mô hình xe cấp cứu từ thiện xã Trung Hưng đã vận động được gần 5 tỷ đồng kinh phí mua nhiên liệu phục vụ cho xe chuyển bệnh. Tính riêng trong 2 năm gần đây, 2022 và 2023, xe chuyển viện cho 3.215 ca, kinh phí phục vụ gần 800 triệu đồng. Mô hình xe chuyển bệnh từ thiện của Hội Chữ thập đỏ xã Trung Hưng là 150 mô hình nhân đạo tiêu biểu được Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ ghi nhận, biểu dương và khen thưởng. Xin được liên tục chương trình. Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức trao tặng 300 phần quà cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Quân dân và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 300 phần quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu trong ngày Tết như gạo, dầu ăn, đường, nước mắm với tổng giá trị 300 triệu đồng được trao tặng cho các gia đình chính sách, người dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Các phần quà cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh vận động hỗ trợ. Năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức Tết Quân dân tại xã Nhân Ái. Gần 2 tháng qua, có 300 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ và các ban ngành đoàn thể địa phương tham gia các hoạt động. Các lực lượng đã đóng góp trên 1.000 ngày công lao động giúp dân như là xây dựng nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gắn đèn chiếu sáng, phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường. Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tiếp tục tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2024 như khánh thành đường giao thông, bàn giao nhà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng xe đạp cho học sinh vượt khó học tốt. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia các hội thi giao lưu văn hóa văn nghệ cùng các ban ngành đoàn thể và người dân địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Thái Lai vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sacombank chi nhánh Cần Thơ tổ chức chương trình Ấm tình mùa xuân lần thứ 21 Xuân Giáp Thìn 2024. Tại đây, đại diện lãnh đạo huyện Thái Lai và đại diện lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sacombank chi nhánh Cần Thơ đã trao tặng 100 suất quà cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn huyện Thái Lai. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu. Tổng giá trị các suất quà trao tặng 50 triệu đồng. Nối tiếp thành công chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2023, Tết Nguyên đán năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tiếp tục hoạt động này với chủ đề Tết sum vầy, xuân chia sẻ. Theo đó, sẽ trao 15.000 suất quà Tết cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trao và bàn giao 8 máy ấm công đoàn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong không gian chợ Tết, ban tổ chức cũng bố trí 20 đến 30 gian hàng để trưng bày, giới thiệu và bán hàng giảm giá cho công nhân lao động, hỗ trợ giá từ 15% trở lên so với giá niêm yết trên sản phẩm, hàng hóa hoặc giá giao dịch trên thị trường và gian hàng không đồng,
Chợ Tết Công đoàn năm 2024 sẽ được tổ chức tại hai địa điểm là khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy và khu công nghiệp Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động sẽ hỗ trợ cho Cần Thơ 2.500 thẻ, mỗi thẻ trị giá 300.000 đồng để đoàn viên khó khăn có thể mua hàng trên sàn giao dịch điện tử của Tổng Liên đoàn Lao động phát động. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ người lao động khó khăn với mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, dự kiến có 2.000 phần quà từ chính sách của thành phố Cần Thơ. Mới đây, Phòng Kinh tế quận Ô Môn phối hợp cùng đội quản lý thị trường có buổi kiểm tra nắm tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn quận. Đoàn đã đến kiểm tra tại cửa hàng tiện lợi Winmart, các chi nhánh của cửa hàng tiện lợi Bách Quá Xanh và các đại lý bia trên địa bàn quận. Qua kiểm tra, các cơ sở đều chuẩn bị nguồn hàng hóa thực phẩm phục vụ thị trường Tết dồi dào, đảm bảo các nguồn cung ứng hàng hóa cho nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tính đến thời điểm này, giá cả thị trường tương đối ổn định, chưa có biến động so với trước. Các sản phẩm được niêm yết giá công khai rõ ràng. Bên cạnh đó, các cơ sở cũng chủ động nhập tích trữ các mặt hàng kinh doanh phục vụ trong dịp Tết như bánh, kẹo, rượu, bia, nước ngọt, dầu ăn, gia vị các loại và các loại hàng hóa khác, đảm bảo phục vụ tốt cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Quý vị thân mến, thời điểm từ 5 giờ sáng thì lò bánh tét Út Bé ở phường An Thới, quận Bình Thủy đã đỏ lửa. Các thợ tất bật chuẩn bị bánh để kịp giao cho khách hàng khắp các tỉnh thành. Lau lá, xào nếp, làm nhân, hương nếp dừa thơm lừng cả một căn bếp nhỏ. Các thành viên trong gia đình ai cũng tất bật, luôn tay hoàn tất các công đoạn. Chị Tuyết Dân là cháu đời thứ tư trong gia đình bốn đời giữ nghề truyền thống. Đặc trưng của lò này là bánh tét lá cẩm trứ dành. Lò tôi là có nghiên cứu ra thêm nhiều cái loại nhân khác nhau, kể cả cái màu nếp cũng có làm thêm nhiều cái màu khác nhau nữa để cho khách có nhiều cái lựa chọn. Để phục vụ thị hiếu người dùng, lò có thêm bánh tét ba màu. Cũng giữ lại cái vị đặc trưng của cái vị bánh đặc trưng của miền Nam mình, nhưng mà mình chỉnh lại làm sao để cho nó hài hòa được ba vùng miền, là ai cũng có thể dùng được cái bánh tét của mình. Hết chảo nếp này lại xào chảo nếp khác. Ngoài kinh nghiệm lâu năm thì khâu chọn nếp đạt chuẩn cũng cực kỳ quan trọng. Một trong những bí quyết để bánh tét ở đây luôn giữ được hương vị thơm ngon là nếp được xào với nước cốt dừa. Như vậy, hạt nếp vừa béo, vừa bóng và chín đều. Ngày cắn còn vài năm nữa hết cắn luôn. Mai gan thiệt chứ gan giả thua luôn. Gan giả thua đi mai nào. Chủ làm sao đồng bánh y vậy? Nói bánh tét biết cái người chủ nó giống như đồ bánh tét luôn á. Nhận do luôn. Bạn bán hiệu mình luôn. Hương vị ở đây nó gói rất là đặc biệt. Ăn nói chung là cái cảm nhận của mình đó là nó rất là vừa miệng. Cả xóm ghiền á, thấy mấy ngày Tết á mà gói bánh đông vậy đó cũng lại xúm xích nhau, mình cũng mua về làm quà để biếu. Bánh tét ở đây đa dạng nhân ngọt, nhân chuối, đậu mỡ, thập cẩm trứng muối, vân vân. Có cả bánh chay và bánh mặn. Giá dao động từ 40.000 đến 120.000 đồng một đòn bánh. Tôi mua bánh ở đây là 12 năm. Nó đậm đà, mình thích cái khẩu vị, hợp khẩu vị thì cứ năm nào cứ giỗ quải hoặc là Tết nhất thì chị đều ra đây. Bánh tét gói xong, nấu từ 5 đến 7 tiếng mới chín. Bánh tét được bán lẻ và bỏ mối cho khách khắp các tỉnh thành trong nước. Thời điểm này, mỗi ngày lò bánh tét Út Bé gói khoảng 100 đòn. Cao điểm khoảng 20 âm lịch tháng Chạp hàng năm, chị Dương thuê hơn chục thợ lành nghề ở địa phương phụ tiếp, gói trên 1.000 đòn mỗi ngày. Buổi sinh hoạt ngoại khóa mở rộng với chủ đề Rancong Amicon được tổ chức tối qua tại trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ, đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh và học sinh đang theo học chương trình Pháp ngữ tại thành phố Cần Thơ. Đây là dịp để các em học sinh có thể giao lưu, học hỏi và tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Pháp của mình. Là hoạt động ngoại khóa thường niên của tổ bộ môn tiếng Pháp tại trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ, nhằm mục đích là tạo không khí vui tươi, năng động, hỗ trợ cho hoạt động dạy học và giao lưu trao đổi tiếng Pháp của giáo viên và học sinh. Rancong Amicon là một chương trình giao lưu văn nghệ bằng tiếng Pháp. Đến với chương trình có hơn 20 tiết mục song ca, đơn ca và diễn kịch của các em học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến từ quận Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy.
Hiện thành phố Cần Thơ có gần 7.000 học sinh, sinh viên, giáo viên và giảng viên dạy học tiếng Pháp. Buổi sinh hoạt ngoại khóa lần này đã giúp cho các em học sinh phổ thông đang học chương trình ngoại ngữ tiếng Pháp có sân chơi lành mạnh, năng động hơn và có điều kiện trau dồi kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Pháp để học tập tốt hơn. Vào chiều hôm qua, thì vòng chung kết cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình Miết Vàng CityU lần thứ tư năm 2024 do trường Đại học Cần Thơ tổ chức đã khép lại hành trình sau gần 2 tháng diễn ra. Cuộc thi đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo sinh viên trong toàn trường. Vượt qua hơn 300 thí sinh, 12 thí sinh xuất sắc được ban tổ chức chọn bước tiếp vào vòng chung kết xếp hạng. Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm thực hiện một video clip với chủ đề về xuân trên quê hương, tự hào là sinh viên Đại học Cần Thơ, ứng xử văn minh trên không gian mạng, sinh viên với hội nhập quốc tế. Phần thi thứ hai, các thí sinh biên soạn nội dung kịch bản một chương trình cụ thể và trực tiếp dẫn chương trình trên sân khấu. Và phần thi thứ ba là 12 thí sinh bốc thăm ngẫu nhiên, tạo thành 6 cặp dẫn. Mỗi cặp sẽ bốc thăm chủ đề kèm theo các yêu cầu từ ban giám khảo và thực hiện dẫn đôi trên sân khấu. Quỳnh Nguyễn Tú Ngân, cô gái đến từ khoa khoa học chính trị K48, đạt giải nhất cuộc thi. Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Tuấn Kiệt, Phạm Anh Thư. Thí sinh Nguyễn Thị Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thu Giàu và Lê Hoàng Quy đoạt giải ba. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.